Có nên mua nồi chiên không dầu không? Là câu hỏi Kim băn khoăn mãi mới có được câu trả lời. Nồi chiên không dầu, chính xác là nồi chiên không khí, hoạt động bằng cách thổi khí nóng từ dây mai so khiến thực phẩm chín và có tính chất khô, giòn như là sấy. Đây là lý do phải phết dầu lên bề mặt thực phẩm, y như một chiếc lò nướng. Lò nướng tất nhiên hơn ở chỗ là nó có thể dùng để nướng bánh hay làm caramel rất là tốt. Tuy nhiên, nó kém lò nướng ở chỗ lò nướng có hai tầng, lửa trên, lửa dưới, còn nồi chiên này chỉ có lửa trên. Chính vì vậy, trong quá trình nướng thức ăn, bạn cần phải thỉnh thoảng lấy ra để đảo lên cho chín và lên màu đều. Các nhà sản xuất quảng cáo trong quá trình nấu, nồi chiên loại bỏ nhiều mỡ và dầu trong thực phẩm. Tuy nhiên, lưu ý, không chỉ nồi chiên làm được việc này. Có lò vi sóng, thậm chí là rán khéo thì bạn cũng sẽ không tốn mỡ, mà còn loại bỏ nhiều mỡ là đằng khác. Còn với nồi chiên không khí này, cũng giống như lò nướng, khi chiên thực phẩm như rau củ, thịt cá thì bạn cần phải phết dầu ăn hoặc bơ lên bên ngoài thì thức ăn mới bớt khô và lên màu đẹp. Với những món ăn cần phải rán ngập dầu như chả giò thì dùng nồi này không hợp. Nếu chiên chả giò bằng nồi này thì nó dẫn đến việc là nem tuy khô giòn nhưng lại thiếu độ ngậy, béo của mỡ và mùi thơm. Nồi chiên không khí chỉ thích hợp với làm nóng chả đa nem đã nguội để đỡ phải rán lại dẫn đến quá béo. Do đó nồi chiên không dầu giúp bạn hạn chế dầu mỡ là quảng cáo thôi, bạn cần phải dùng đến dầu mỡ đấy. Do đó nói nồi chiên không dầu giúp bạn hạn chế dầu mỡ chỉ là quảng cáo thôi. Bạn vẫn phải dùng đến dầu mỡ. Để loại bỏ việc dùng dầu mỡ hoàn toàn, tốt nhất bạn nên sử dụng cách luộc, hấp thủy hoặc hấp bằng lò vi sóng. Nhà Kim thì cũng có lò nướng rồi, tuy nhiên Kim vẫn quyết định mua chiếc nồi chiên này. Vì nhà ít người, nướng có dăm ba lạng thịt hoặc ít khoai tây mà phải bật cả lò nướng lên thì giống kiểu mang dao giết trâu đi mổ gà. Khá là bất tiện, chiếc lò này thì cơ động hơn. Hiện trên thị trường có nhiều loại nồi chiên, có nồi chỉ vài 300 ngàn, có nồi đến vài triệu. Kim cho rằng với cơ chế làm nóng tương tự như lò nướng là đốt dây mai so nóng, quạt khí nóng lan tỏa làm chín thực phẩm, nên sự khác biệt về hiệu quả giữa nồi đắt tiền và nồi rẻ tiền không chênh lệch. Sự khác biệt giữa nồi đắt tiền và rẻ tiền chủ yếu là chất liệu nồi, dung tích nồi, tính năng có hẹn giờ hay không và việc lật thức ăn khi chiên. Nồi chiên đắt tiền hơn có thể đảo thức ăn tự động nhưng vẫn không phải là chiên hai lửa như lò nướng nhé. Do đó Kim chọn loại nồi vừa phải, giá khoảng 2 triệu đồng, dung tích 3,5 lít vì gia đình Kim ít người và chất liệu nồi thì cũng không quá tệ. Kim sẽ thử các món ăn với nồi chiên không khí này, mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé!